Ông hôm nay đi làm khá là ổn các bạn ạ. Đấy, hôm nay thời tiết trên mình buổi đêm thì nó có mưa phùn một tí thôi các bạn nhé, nhưng mà khả năng không ảnh hưởng gì đến đến nguồn hoa này. Các bạn xem này, đấy đứng quạt này các bạn này, đấy, bắt đầu đứng quạt ở cửa đây, mấy nữa là nó nóng nữa là nó còn còn quạt nữa các bạn nhé. Đấy, mình thấy hôm nay ông đi làm khá là ok các bạn ạ, các tổ đều đi làm ở đây. Đang thời điểm buổi trưa các bạn nhé, đấy hầu như mình toàn quay vào buổi trưa thôi. Đấy, buổi trưa ông đi làm cũng mình cũng thấy khá là ok luôn các bạn ạ. Tại của mình một số nên được 4 thôi, còn đa số là mình để ở ba cầu hết các bạn nhé. Đấy, mình để tất ở ở ba cầu lấy mật. Xem có tí mật vít nắp nào chưa. Mấy hôm vừa rồi thì nó cắn ra rất là nhiều các bạn ạ. Nhưng bây giờ chắc lại ổn hơn tí rồi. Mấy hôm nay mình thấy nó đi làm căng hơn. Đấy, không thời gian tới là trên mình nó đang báo thời tiết là sẽ lạnh các bạn nhé. Đấy, lạnh và kèm theo mưa. Đấy, thì khả năng nó đang đúng vào cái thời điểm mà hoa nó nở rộ đấy các bạn ạ. Thì nó dự báo đến ngày 19 là trời sẽ chuyển lạnh và mưa các bạn ạ. Ôi, các bạn xem này. Đấy, có mật này, mật lại có mật vít nắp nhiều nhiều như cầu này, tổ này. Hôm nọ mình nhớ là mình kiểm tra là mật nó cắn đi rất là nhiều các bạn. Đấy, bên này vít hết này bạn này. Đấy. Đây con chúa nó vừa đây, mình thấy con chúa to đùng này. Đang bò đây. Đây, rồi, nằm im. Đây. Đấy, vừa đẻ xong rồi, con chúa dài chưa? Dài kinh khủng luôn con chúa. Đấy, rất là đẹp, toàn chúa mới tháng 11 năm ngoái các bạn nhé. Đến thời điểm hiện tại là nó được mấy tháng rồi? Được 3-4 tháng rồi các bạn nhé. Đấy, rồi. Dài ngoằng luôn. Chắc chắn là nó sẽ dự báo thời tiết vậy thì nó sẽ lạnh mất mấy ngày nữa các bạn ạ. Nhưng mà nhiệt độ thì cũng ở mức bình thường thôi, không không xuống thấp các bạn nhé, không xuống thấp quá. Nó dự báo có khu vực miền núi cao thì có chỗ là ở nhiệt độ ở 10 độ, nhưng mà chỗ mình đây cũng không cao lắm các bạn nhé, nên là khả năng là cũng không không xuống được cái mức độ đấy. Và có mưa nhưng mà mưa từng vùng thôi chứ không phải mưa rải rác thôi, chứ không phải chỗ nào cũng mưa, nên là hy vọng là chỗ mình nó sẽ không mưa các bạn nhé. Đây, các bạn xem phải đông chưa? Quân ba cầu đang xây bèo luôn này các bạn này. Đấy, đang đắp bèo luôn này. Ba cầu quá ok rồi đây. Cầu mới này, lớp nhộng này hết một lớp rồi. Đang chuẩn bị lên trùng lớp thứ hai này các bạn này. Đấy, cầu mới đấy. Từ cái đợt trước mình nào chia sẻ cho các bạn xem đấy. Năm ngoái thì mình còn dính một số đàn bị bệnh, nhưng năm nay đặc biệt là ong rất ok các bạn nhé. Đây, rất đẹp luôn. Đấy, năm ngoái thì cũng thầm tầm này năm ngoái là một số đàn còn đang phải thay chúa các bạn, thay chúa để chữa bệnh. Đấy, nhưng năm nay như này là theo mình thấy là cũng khá là ổn các bạn nhé. Ong yếu hơn năm năm ngoái nhưng mà đổi lại thì nó lại không bị bệnh các bạn nhé. Năm ngoái ong mạnh hơn, năm ngoái ong mình tầm này bắt đầu đánh mật ở bầm rồi. Năm ngoái mật nguồn mật nó nhiều. Đấy, nhiều nên ong nó phát triển mạnh. Năm ngoái ở cái tầm này thì ong mình đều đánh mật ở thế 4 cầu hết các bạn nhé. Nhưng năm nay thì một số mới lên được 4 thôi, còn đa số là vẫn đánh ở 3 cầu. Nhưng các bạn cứ để ý mà xem, 3 cầu mà để đông lấy mật rất là sướng luôn các bạn nhé. Đấy. Cái 3 cầu mà để mà quân nó tràn hết ra là khi lấy mật thì nó nhanh lắm. Phải để thật đông quân các bạn. Đấy, đừng để vơi quân. 4 cầu vơi quân thì không bằng 3 cầu đông quân đâu. Khi mà cái số lượng cầu nó nhiều hơn đấy thì bắt buộc là cái nhu cầu chăm sóc tổ nó sẽ cao lên các bạn nhé. Đấy, nó sẽ cao lên. Ví dụ như cái tổ ba cầu thì chỉ có 6 mặt nhộng thôi, 4 cầu thành 8 mặt nhộng, thì cái nhu cầu chăm sóc tổ những con ong thợ nó ở nhà nó chăm sóc tổ sẽ nhiều hơn các bạn nhé. Đấy, đồng nghĩa với cái việc là nó sẽ mất nhiều quân hơn và mất nhiều thời gian hơn. Đấy, thì lại ong đi lấy mật khéo lại ít hơn các bạn nhé. Cơ bản nó cũng tùy tùy từng giống ong các bạn nhé. Tùy từng giống ong, có những cái giống ong quân rất là vơi thôi, nhưng mà ngược lại là mật nó rất là nhiều các bạn nhé, nó tích mật rất là tốt. Năm kia mình có một cái giống ong ấy, nhưng mà mình
là mất giống ấy rồi, nó bỏ đi mất các bạn. Đấy. Nó tích mật cực kỳ tốt luôn. Mà quân thì lúc nào nó cũng chỉ ở cái mức độ là vừa tầm thôi. Đấy, nó không đông lắm nhưng mà mật thì rất là nhiều các bạn nhé. Cái tổ này hôm nọ mình nghi bị bệnh không biết có phải không. Mình kiểm tra lại xem. Hôm nọ mình kiểm tra là cách đây tầm 4 hôm mà. 4 hôm nếu mà hôm nay nó lên nhộng đẹp rồi thì không phải các bạn nhé. Sợ thối trùng rồi nhỏ các bạn. Hôm nọ mình nghi tổ này bị bệnh nhưng mà khả năng cũng không phải các bạn. Thối trùng rồi nhỏ khó phát hiện hơn các bạn nhé. Đây, mật đang về này. Hôm nọ là cầu này vơi hết mà hôm nay nó biết mắt cua mắt cáo hết rồi các bạn. Mật rất là thơm, mật cây 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 rẻ rừng rất là thơm các bạn ơi. Hôm nay chúa đẻ hết rồi nhưng mà nhộng vẫn lên không đều lắm các bạn. Đấy, cái cầu này nhộng lên nó không không được đẹp cho lắm. Trứng đẻ tận dưới này các bạn này, trứng đẻ hết đây. Đang lên trùng nhưng mà tổ này nhộng hơi kém các bạn nhé. Để vài hôm nữa xem các bạn, vài hôm nữa xem. Xem có phải là có hiện tượng bị bệnh không. Mà rẻ rừng đốt đốt mình các bạn. Trong mùa này điện mạnh tay tí là nó đốt ngay nhé các bạn nhé. Ong mùa này rất là dữ luôn. Đằng kia mình vừa tạm dừng để mình chỉnh lại cái cầu. Không dữ quá các bạn. Đây, tổ này mình chưa lấy máng ăn rồi các bạn. Chưa lấy hết cái máng ăn rồi. Vài tổ như cái tổ này thì cũng không giờ phải nghĩ các bạn, quân rất là đông luôn. Bốn cầu quân rất là đông và đẹp. Đấy, xây lên cầu bốn cầu rất là đẹp các bạn nhé. Quân đông, mật vẫn chưa, mé ngoài vẫn chưa vít các bạn ạ. Mật mé ngoài chưa vít. Đang lo là trời mưa lâu các bạn ạ, sợ nó mưa vài ngày thì cũng hơi tiếc các bạn nhé. Đấy, vì trong thời gian tới, mấy hôm tới là kiểu gì hoa vải sẽ nở rất là nhiều các bạn. Đấy, nó mưa liên tục vài ngày thì nó cũng hơi tiếc các bạn nhé. Đấy, các bạn xem này, đàn này ba cầu quân cũng lên khá là nhanh này các bạn này. Đấy, này hai cầu mình nao lên đợt vừa rồi mà nên quân mình thấy nó cũng có vẻ dư giả rồi nhé các bạn nhé. Đây. Ong non rất là nhiều các bạn, toàn ong những lớp ong trẻ đang nở ra rất là nhiều rồi. Tuyệt vời luôn. Chỉ những tổ ong không sâu bệnh thì các bạn khi nhấc lên thì nó mới có những cái bánh nhộng đẹp rồi nhá các bạn nhá. Đấy, còn đàn tổ ong nó sâu bệnh thì nhìn biết ngay, không phải nói nữa các bạn nhá. Những đàn nào khỏe mạnh thì nhấc cái tổ ong, cái cầu ong lên, đàn nào khỏe mạnh các bạn nhìn cái nó biết ngay. Đấy, còn thối trùng tuổi lớn chủ yếu là hai cái bệnh thối trùng tuổi lớn, thối trùng tuổi nhỏ các bạn ạ. Đấy, hai cái bệnh nguy hiểm nhất trong cái đối với những cái đàn ong này các bạn nhé. Đấy, còn mấy cái bệnh không nây như kiểu là sâu bánh tổ nhất tinh nữa không tính các bạn. Đây các bạn xem này. Đấy, nhộng này. Đấy, chỉ những cái đàn đây này có mặt rồi các bạn này. Đấy, mặt đang lại hôm nọ cái mé ngoài này cạn kiệt hẳn, hôm nay này lại có tí rồi các bạn này. Đấy, các bạn xem nhộng nhé. Đấy, chỉ những đàn không sâu bệnh nó mới nên nhộng như này thôi nha các bạn nhé. Còn những đàn mà là sâu bệnh thì không bao giờ có luôn các bạn. Quá đẹp luôn. Lớp nhộng rồi nở nữa thì đàn này còn là đông đông kịch luôn các bạn. Ba cầu đông kịch luôn. Chỉ hết hết lớp nhộng rồi. Này đang đắp bèo này rồi các bạn. Đấy, đang đắp bèo đấy. Đàn này còn hết lớp nhộng này nao lên bốn cầu thoải mái luôn các bạn nhé. Xây mầm ngay. Quan trọng nhất là cái vấn đề sâu bệnh, các bạn cứ để ý hộ mình nhé. Nếu mà ong mà đã sâu bệnh thì ở thời điểm này coi như là vứt đi hết.
để mà nó lại ong với lại quần ấy. Khi mà mình chữa chữa mà để nó lại quần ấy thì lâu lắm các bạn, còn lâu nó mới lại tổ được các bạn nhé. Đấy. Sâu bệnh bây giờ nếu mà các bạn chữa bằng thuốc thì khả năng nó nhanh hơn, nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến chất lượng mật các bạn nhé. Ong ở mùa này đang có mật, cái mùa kia thì được, cái mùa này đang có mật thì mình chữa bằng thuốc thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng ong các bạn nhé. Đấy, chất lượng mật ong đấy mà chữa bằng cách mà thay chúa thì rất là lâu các bạn ạ. Đấy, khi giờ mình làm con chúa xong để thay được con chúa mà nó đi đẻ lại thì nên trùng nên nhộng mà nên đấy, quân đi làm được thì có mà hết mùa hoa các bạn, rất là lâu hết hoa vải nhãn. Ghét cái bọn kiến này hết, nó cứ lên đây đập xuống lại đây làm cho nó thẳng ra ngoài luôn. Đây là này nên cũng nhanh này các bạn này. Đấy, còn cái chai này là nốt. Đấy, cứ kiểm tra đến đâu hôm qua mình lấy cũng lấy chưa hết đâu, còn một số tổ mình ngại rồi lúc nào đi kiểm tra mình lấy luôn thể. Đây nha các bạn nha, những đàn ong không sâu bệnh. Nhộng lên cầu trong này, trong cầu trong nhộng vàng ươm ở ngoài này. Hết cái cầu nhộng mà nở ra nữa thì thôi rồi, không phải nghĩ luôn này các bạn. Cầu nhộng đẹp mỹ mãn luôn, hai mặt luôn nha các bạn nhá, hai mặt mặt đang về rất là ok. Đấy, xem các bạn xem này, nhộng mỹ mãn luôn. Tổ ba cầu này các bạn, là nếu mà lên bốn cầu nhộng ở mức độ như này mà lên bốn cầu thì nó quá là đơn giản các bạn nhá. Đấy. Nhưng mà để mình ép mật ấy, thường thường có những năm mình nuôi mình ép mật thì mình cũng không lên bốn đâu, ép quân đông lên cho ba cầu, khi nào lấy mật là nó cũng phải tràn hết những bần mật, nó phải đắp ụ lên đấy các bạn, đấy thành cục to lên đấy, đấy lấy mật nó mới sướng. Hôm nay lên bốn thì theo mình thì nó chỉ gọi là vấn đề một vài ngày nữa, thời gian thôi. Cái ong mà 4 năm bây giờ mà sâu bệnh thì vẫn thì hết. Các bạn để mà để sớm như năm nay thì của mình hơi muộn thật, nhưng mà các bạn mà ong khỏe quá sớm quá giờ chỉ trực chia đàn các bạn nhé, dị trực chia đàn hoặc chỉ hết vải hoa vải đây là bắt đầu trực chia đàn. Ong nó chia đàn, ong mà nó đã phải trực chia đàn thì nó đi làm mật kém lắm, lúc nào nó chỉ nghĩ gọi là chia đàn thôi. Những đàn ba cầu ạ đều hết, mình là đều hết, chuẩn bị những đàn là lên 4 được trước mình sẽ cho lên, không thì đợi hết lớp nhộng này lên các bạn nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi video của mình nhé, lại đi thăm ong tí lại chia sẻ các bạn cùng xem.